học Misa Online kính chào anh chị. Hôm nay em sẽ cùng với anh chị tìm hiểu về thu tiền mặt trên Mimosa. Thu tiền mặt em sẽ chia ra từng trường hợp sau: rút tiền gửi ngân hàng kho bạc nhập quỹ tiền mặt, nhận các khoản kinh phí bằng tiền mặt, thu phí lệ phí và các khoản thu sự nghiệp khác, thu hồi các khoản công nợ phải thu, thu khác bằng tiền mặt. Và để tìm hiểu các cách lập chứng từ thu tiền mặt này như thế nào thì bây giờ chúng ta cùng theo dõi nhé. Xin chào anh chị, ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn anh chị các thao tác lập chứng từ rút tiền gửi ngân hàng kho bạc về nhập quỹ tiền mặt trên phần mềm Misa Mimosa.net 2019. Anh chị theo dõi ví dụ như trên màn hình em đã đưa ra. Anh chị thực hiện như sau: vào nghiệp vụ tiền mặt, chọn lập phiếu thu, phiếu thu rút tiền gửi ngân hàng kho bạc. Tại đây anh chị thực hiện khai báo trên phiếu thu rút tiền gửi ngân hàng kho bạc. Tại phần thông tin chung, anh chị thực hiện khai báo thông tin về người nộp, địa chỉ, nhập lý do nộp, rút từ tài khoản. Tiếp theo anh chị thực hiện khai báo các thông tin về chứng từ như ngày chứng từ. Tại phần ngày hạch toán, số phiếu thu và số giấy báo nợ đã được phần mềm mặc định lấy sẵn lên, tuy nhiên anh chị hoàn toàn có thể thực hiện chỉnh sửa nếu cần. Sau đó anh chị thực hiện khai báo các thông tin chi tiết về chứng từ. Như anh chị có thể thấy, hệ thống đã lấy lên một số các thông tin như tài khoản nợ, nguồn, chương và khoản. Anh chị thực hiện khai báo các thông tin như tài khoản có, số tiền, mục tiểu mục. Sau khi hoàn tất, anh chị nhấn cất để hoàn thành. Và để xem hoặc in các mẫu chứng từ, anh chị nhấn vào chức năng in trên thanh công cụ. Sau đó lựa chọn chứng từ cần in. Ngoài ra, anh chị còn có thể in hoặc xem các báo cáo có liên quan đến nghiệp vụ này bằng cách chọn chức năng báo cáo. Sau đó chọn sổ hay báo cáo cần xem. Nhận các khoản kinh phí bằng tiền mặt trên phần mềm Misa Mimosa.net 2019. Anh chị theo dõi ví dụ như trên màn hình em đã đưa ra. Anh chị thực hiện như sau: vào nghiệp vụ tiền mặt, chọn lập phiếu thu, phiếu thu rút dự toán nhập quỹ. Tại đây anh chị thực hiện khai báo các thông tin trên phiếu thu rút dự toán nhập quỹ. Tại phần thông tin chung, anh chị thực hiện khai báo thông tin về người nộp, địa chỉ, nhập lý do nộp. Tiếp theo anh chị thực hiện khai báo các thông tin về chứng từ như ngày chứng từ. Tại phần ngày hạch toán, số phiếu thu đã được phần mềm mặc định lấy sẵn lên, tuy nhiên anh chị hoàn toàn có thể thực hiện chỉnh sửa nếu cần. Sau đó anh chị thực hiện khai báo các thông tin chi tiết về chứng từ. Như anh chị có thể thấy, hệ thống đã lấy lên một số các thông tin như tài khoản nợ, tài khoản có, nguồn, chương và khoản. Vì đây là chứng từ rút dự toán thực chi nên anh chị nhập lại tài khoản có. Sau đó thực hiện khai báo các thông tin như số tiền, mục tiểu mục. Tại tab thống kê, anh chị chọn hoạt động sự nghiệp. Nhấn cập nhật hạch toán đồng thời, lúc này hệ thống sẽ tự động sinh tài khoản có dựa vào các thông tin đã chọn trên tab hạch toán. Sau khi hoàn tất các khai báo, anh chị nhấn cất để hoàn thành. Và để xem hoặc in các mẫu chứng từ, anh chị nhấn vào chức năng in trên thanh công cụ. Sau đó lựa chọn chứng từ cần in. Ngoài ra, anh chị còn có thể in hoặc xem các báo cáo có liên quan đến nghiệp vụ này bằng cách chọn chức năng báo cáo. Sau đó chọn sổ hay báo cáo cần xem. Thu phí lệ phí và các khoản thu sự nghiệp khác trên phần mềm Misa Mimosa.net 2019. Anh chị theo dõi ví dụ như trên màn hình em đã đưa ra. Anh chị thực hiện như sau: vào nghiệp vụ tiền mặt, chọn lập phiếu thu, phiếu thu. Tại phần thông tin chung, anh chị thực hiện khai báo về người nộp, địa chỉ, nhập lý do nộp. Tiếp theo anh chị thực hiện khai báo các thông tin về chứng từ như ngày chứng từ. Tại phần ngày hạch toán và số phiếu thu đã được phần mềm mặc định lấy sẵn lên, tuy nhiên anh chị hoàn toàn có thể thực hiện chỉnh sửa nếu cần. Sau đó anh chị thực hiện khai báo các thông tin chi tiết về chứng từ. Như anh chị có thể thấy, hệ thống đã lấy lên một số các thông tin như tài khoản nợ, nguồn, chương và khoản. Anh chị thực hiện khai báo các thông tin như tài khoản có,
số tiền. Mục tiểu mục. Cấp phát. Tại tab thống kê, anh chị lựa chọn hoạt động sự nghiệp. Sau khi hoàn tất các khai báo, anh chị nhấn cất để hoàn thành. Và để xem hoặc in các mẫu chứng từ, anh chị nhấn vào chức năng in trên thanh công cụ. Sau đó lựa chọn chứng từ cần in. Ngoài ra, anh chị còn có thể in hoặc xem các báo cáo có liên quan đến nghiệp vụ này bằng cách chọn chức năng báo cáo. Sau đó chọn sổ hay báo cáo cần xem. Thu hồi các khoản công nợ phải thu. Trên phần mềm MISA-MIMOJA.NET 2019, anh chị theo dõi ví dụ như trên màn hình em đã đưa ra. Anh chị thực hiện như sau. Vào nghiệp vụ tiền mặt, chọn lập phiếu thu, phiếu thu. Tại đây, anh chị thực hiện khai báo trên phiếu thu. Tại phần thông tin chung, anh chị thực hiện khai báo về người nộp, địa chỉ, nhập lý do nộp. Tiếp theo, anh chị thực hiện khai báo các thông tin về chứng từ như ngày lập phiếu thu, ngày hạch toán. Tại phần số phiếu thu đã được phần mềm mặc định lấy sẵn lên, tuy nhiên anh chị hoàn toàn có thể thực hiện chỉnh sửa nếu cần. Sau đó, anh chị thực hiện khai báo các thông tin về chi tiết chứng từ. Như anh chị có thể thấy, hệ thống đã lấy lên một số các thông tin như tài khoản nợ, nguồn, chương và khoản. Anh chị thực hiện khai báo các thông tin như tài khoản có, số tiền, mục, tiểu mục. Sau khi hoàn tất các khai báo, anh chị nhấn cất để hoàn thành. Và để xem hoặc in các mẫu chứng từ, anh chị nhấn vào chức năng in trên thanh công cụ. Sau đó lựa chọn chứng từ cần in. Ngoài ra, anh chị còn có thể in hoặc xem báo cáo có liên quan đến nghiệp vụ này bằng cách chọn chức năng báo cáo. Sau đó chọn sổ hay báo cáo cần xem. Thu khác bằng tiền mặt. Trên phần mềm MISA-MIMOJA.NET 2019, anh chị theo dõi ví dụ như trên màn hình em đã đưa ra. Anh chị thực hiện như sau. Vào nghiệp vụ tiền mặt, chọn lập phiếu thu, phiếu thu. Tại đây, anh chị thực hiện khai báo các thông tin trên phiếu thu. Tại phần thông tin chung, anh chị thực hiện khai báo về người nộp, địa chỉ, nhập lý do nộp. Tiếp theo, anh chị thực hiện khai báo các thông tin về chứng từ như ngày lập phiếu thu. Tại phần ngày hạch toán và số phiếu thu đã được phần mềm mặc định lấy sẵn lên, tuy nhiên anh chị hoàn toàn có thể thực hiện chỉnh sửa nếu cần. Sau đó, anh chị thực hiện khai báo các thông tin chi tiết về chứng từ. Như anh chị có thể thấy, hệ thống đã lấy lên một số các thông tin như tài khoản nợ, nguồn, chương và khoản. Anh chị thực hiện khai báo các thông tin như tài khoản có, số tiền, mục tiểu mục. Tại tab thống kê, anh chị chọn hoạt động sự nghiệp. Sau khi hoàn tất các khai báo, anh chị nhấn cất để hoàn thành. Và để in hoặc xem các mẫu chứng từ, anh chị nhấn vào chức năng in trên thanh công cụ. Sau đó lựa chọn chứng từ cần in. Ngoài ra, anh chị còn có thể in hoặc xem các báo cáo có liên quan đến nghiệp vụ này bằng cách chọn chức năng báo cáo. Sau đó chọn sổ hay báo cáo cần xem. Như vậy là chúng ta đã theo dõi các trường hợp lập chứng từ thu tiền mặt trên MIMOJA rồi. Rất dễ đúng không anh chị? Anh chị nhớ bấm like và đừng quên bấm nút đăng ký màu đỏ cùng với chuông thông báo ở bên dưới nhé. Chúc anh chị thực hiện thành công và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Kính thưa quý khách hàng, ngoài tổng đài tư vấn có tính phí qua điện thoại, MISA đã nỗ lực cho ra các kênh tư vấn miễn phí để phục vụ khách hàng được tốt hơn, bao gồm các kênh như sau: hướng dẫn sử dụng online Help MISA, cộng đồng sử dụng phần mềm MISA trên Facebook, forum cộng đồng MISA, livestream trên YouTube, nhân viên tư vấn số trên Facebook, tra cứu tình huống trên trang kho tri thức MISA và hỗ trợ qua mail support@misa.com.vn.